Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Những người yêu mến Cuộc Sống Vùng Cao. Thì hôm nay tôi đi ra chợ San Thàng. Đây là một cái khu chợ khá là tấp nập, được mở vào chủ nhật hàng tuần. Và ở đây thì có rất là nhiều những cái đặc sản. Và đặc biệt trước mắt các bạn đây là những cái con lợn mán đây các bạn. Đấy. Đây gọi là lợn mán này. Anh em mang ra đây bán và để mà quay đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hỏi. Thế nào? Ủa, nhưng mà quản những xem là giá của mấy con này là bao nhiêu tiền đấy. Tăng lên 50 triệu nữa. Đây. Lợn rất là nhiều nha các bạn. Lợn đây này. Một lợn 5.000 nhá. Quay một lợn đấy. Cái này là bán theo cân hả anh? Hay là bán theo con đấy? Một cân bao tiền? Mấy chục. Một cân mấy chục? 90 à? 700 nghìn không? Ở đây đắt phép nhỉ? 750. Đây các bạn. Em họ bán cả chó này. Bây giờ không cho đi, cho đi. Đây là người giao này. Người cho đây nó có 10 nghìn gọi là giá ăn trên chó cho nó em trong lớn. Wow. Khoảng 8-9 cân. Đây các bạn. Ở khu chợ này thì bán đủ tất cả các thứ, các loại mặt hàng luôn. Đi. Đây, à, bên này là dãy hàng cá này. Đây hàng cá. Đây, trong bao này là con lợn con này. Đây các bạn. Đấy. Clip hôm nay thì không liên quan đến những cây thuốc nhé các bạn. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn một số những hình ảnh trong cái phiên chợ vùng cao để cho các bạn hiểu rõ hơn cái cuộc sống của cái con những con người vùng cao như nào. Còn ở trên này là anh em họ bán mía này các bạn này. Đấy. Rất là có cái sự sáng tạo này các bạn. Mua một túi. Một túi bao nhiêu đây? 10.000 là đây. Đấy. Cho mua một túi. 10.000 hả chị, lấy đi. Rồi tiếp tục đi sang bên này nhá các bạn nhá. Wow, đây có mê bác. Trang phục đẹp chưa các bạn? Đó. Trang phục của các bác này. Rất là đẹp này. Đi lên quay lên đây, sau. Người đẹp trắng nõn nà. Ở góc đi. Đâu rồi? Đây khu chợ mía này các bạn này. À, khu chợ này là người gì nhiều nhỉ? Đây các bác. Đấy. Khu chợ này thì có người Mông nè, người Dao, người Kinh, người gì nhỉ? Người Giấy. Người Giấy. Người Giấy. Người Giấy. Đây khá là nhiều nha các bạn. Đây. Khu chợ này là chợ phiên của thành phố đấy, của thành phố Lai Châu đấy các bạn. Và khu chợ này thì những cái mặt hàng hóa họ mang ra đây rất là đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại. Đấy các bạn có thể thấy là ở đây có khá là nhiều những mặt hàng. Khoai mật ong là khoai hàng hóa. Và đây các bạn. Trước mắt chúng ta đây là những cái
Cái này chị à? Từ nè. Cô hả? Cái này để làm gì? Làm thuốc gì đấy? À, thuốc ăn mà. Thuốc ăn mình kéo luôn à. À. Ăn để béo à? Thôi không, anh lấy một cái là mình nha. Nếu mà cân không cân thì lấy mấy cái này 50.000 thì lấy. Người ta khô, người ta có chơi không? Cái này dùng em bắn. Cái này dùng em. Ủa, giữa rừng cái này thái ra. Chị sỏi thận này các bạn này. Sỏi thận, sỏi mật này. Bằng quang. Còn kia là sâm này. Sâm này các bạn này. Rồi tiếp tục mình sẽ đi ra. Chỗ này là chợ gà, anh em bán gà đây. Gà vịt giống đấy các bạn. À, sang bên này tôi thấy ở đây còn có khá là nhiều. Đây là sâm đá. Cái này là cái gì đấy bà? Sâm gì anh nhỉ? Sâm đá. Bao nhiêu một cân đấy? À, 10.000 như này à? Sâm đá 10.000 một bó như này có đắt không anh? Mua mấy bó mình. Đây cái bó này, đây mới chủ giả này. Cái này là quý đấy. Đây, sâm giá. Đây là sâm ạ. Đây là cái gì? Cái này tới tháng chứ? Không. Nhìn nhau. Lấy cái kia. Cái này. Phải có như thành củ này, chứ không kiểu mấy. Hai cây với nhau hả? Cho hai bó là có được bóng không? Anh này ơi! Anh ấy đi cười. Hái nhỏ đi cười. Cười xong mới ngâm à? Ngâm, thêm rất là thơm cơ. Cái ngấm này bây giờ còn ấm để quan khô đâu. À. Mình thái lát lát xong mình phơi khô rồi. Phơi khô đấy, ngâm này cũng như là thơm. Cái này có cho xương khớp không? Không phải. Bổ thế à? Đây, bổ. Đây các bạn. Còn tươi thì phơi thì mình ngâm xong rồi. Một cân bao nhiêu? À, 20.000. Ờ. À, một bó 10.000 đúng không? Ừ, đi. Bó 10.000. Nhà lẩu nay tỏ thức gió nhê. Nó vừa mình hốt cái sàn cây này. Mua cây chanh, cây chanh. Mình chỉ đáo mai ít chín đâu, mình yêu. Đang quay phim mà. Thà thế mà. Không phải lắm ngắn mà nào, người ta chặt nhiều lắm đi rồi. Đây các bạn. Mình bắt đầu này. Nhiều chưa? Cái này sâm á chị? Cái này thế á? Cái này là cái kia à? Đúng không? Lấy cái này thôi. Cái này khá mà. Cái này là khác à? À. Rồi nhưng mà lấy cái này thôi. Có cả chuối hột rừng này các bạn này. Chuối hột này hỏng hết rồi. Đây.
Vậy là tôi đã cho mình một này. Và đây, ôi giời, đẹp chưa các bạn này. Mật ong rừng. Mật ong rừng với mía. Đây, khu chợ này là rất là tấp nập luôn các bạn ạ. Bây giờ còn thưa rồi, vắng dần rồi. Càng về cuối càng thưa. Trồng cây chanh thôi. Chanh thì mình có một cây rồi. Không, chanh ăn còn. Chanh đấy không ăn được lá. Chanh kia là để ăn lá mà. Chanh ở nhà. À? Đi, sao mày này? Ở đây có các loại nhiều nhỉ? Hả? Đây mua được rồi này bà này. 10.000. Cái đấy 5.000 á? Cái đấy nó không phải cái này nhỉ? Không rồi. Và cái ở trong đất thì nó trắng hơn, cái nó cái này nó ở trên đá thì nó lại. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Sâm dây. Sâm dây à? Ôi giời. Chị ra chị mà nhẹ à. Đi. Ô, mật ong đẹp chưa? Rồi. Vậy là đã hết chợ rồi các bạn ạ. Đây, chợ San Thàng đấy các bạn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái clip này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho tôi một like. Nhấn nút đăng ký và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn tìm những cái đặc sản, các bạn muốn tìm những cái đặc sản ở vùng Tây Bắc thì hãy đến chợ này. Chợ San Thàng được mở vào chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Ở đây thì có đầy đủ các loại mặt hàng, những cái mà cho các bạn thoải mái lựa chọn nhé. Kể cả đây mình ăn cùng với các bạn này. Đây. Khi mà các bạn đến chợ này thì thoải mái tìm được những cái mặt hàng cho các bạn lựa chọn các bạn nhé. Rồi, đây chợ San Thàng các bạn. Rồi, xin chào các bạn.